Xin chào các khán giả của Gia Bảo Luxury. Nếu như bạn yêu thích những chiếc đồng hồ cổ điển thì đừng nên bỏ qua những thiết kế đặc sắc của thương hiệu Chrono Swiss. Dù mới tham gia vào thương trường đồng hồ cao cấp thế giới từ những năm 80 của thế kỷ 20, thế nhưng Chrono Swiss đã để lại nhiều ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng bởi sự tinh tế tới chi ly trong mỗi sản phẩm, chất lượng hoạt động vượt trội và ý tưởng táo bạo. Ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ mang tới một bài review chi tiết về một trong những thiết kế nổi bật nhất của thương hiệu này, đó là Chrono Swiss Regulator vàng hồng phiên bản giới hạn mã hiệu CH2811R. Chúng ta cùng điểm qua một chút về lịch sử của thương hiệu trẻ nhưng rất khỏe Chrono Swiss này nhé. Được thành lập bởi Yerlang ở Đức vào năm 1983, Chrono Swiss đã trở thành một biểu tượng của đồng hồ cao cấp và thực sự trở thành đối thủ cạnh tranh với những thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ ưu tú khác. Đồng hồ của hãng thể hiện nét nhìn rất độc đáo và được lắp ráp toàn bộ bằng tay như truyền thống kết hợp với công nghệ kỹ thuật tiên tiến. Số lượng sản xuất hàng năm của Chrono Swiss chỉ dừng ở mức 7.000 sản phẩm, một con số khá là nhỏ so với doanh số của các thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ khác, nhưng cũng là một chiến lược để hãng thu hút không chỉ những người hâm mộ mà còn là những nhà sưu tầm trên toàn thế giới. Mỗi thiết kế của Chrono Swiss luôn nổi bật với 3 tiêu chí: sáng tạo, tinh xảo và chất lượng. Và một trong những bộ sưu tập đã để lại nhiều ấn tượng nhất chính là Regulator Jumping Hour. Mang bên mình vẻ ngoài cổ điển truyền thống, sự tinh xảo chỉ có thể xuất hiện trên những thiết kế đồng hồ lắp ráp thủ công và hoạt động mãnh liệt chính xác. Từng chiếc đồng hồ như một tuyệt tác mà người thợ chế tác đã gửi gắm biết bao giá trị tinh hoa bên trong. Chrono Swiss Regulator CH2811R là thiết kế đặc biệt giới hạn chỉ với 130 chiếc mà thôi trong bộ sưu tập kỷ niệm 30 năm thành lập thương hiệu này. Về tổng thể thì đây là một chiếc đồng hồ rất đặc sắc, và đặc sắc ở đâu thì chúng ta hãy cùng khám phá lần lượt từng chi tiết nhé. Thứ nhất là lớp vỏ cấu tạo nên đồng hồ. Vỏ đồng hồ được tạo bằng chất liệu vàng hồng 18K cùng dây da cá sấu, hai chất liệu kinh điển thường xuyên có mặt trong những cỗ máy thời gian classic. Vàng hồng 18K đem lại màu sắc tự nhiên ấm nóng với sắc đỏ nhẹ nhẹ, hòa quyện cùng với màu nâu thanh lịch của dây đeo tay da cá sấu và tổng thể mặt số bạc, tạo nên một cái nhìn đầy thiện cảm cho Chrono Swiss Regulator. Phiên bản giới hạn này chỉ có 130 chiếc trên thế giới. Từng chi tiết như là bộ khóa cài, vòng benzen, núm chỉnh giờ đều được hoàn thiện tỉ mỉ bằng khâu đánh bóng gia công, khiến cho chiếc đồng hồ đạt độ bóng bẩy hoàn hảo cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Chrono Swiss Regulator sử dụng mặt số bạc được trang trí bằng họa tiết Eurotre. Họa tiết này là một loại rất vô cùng tinh xảo và rất khó thực hiện. Chỉ có những người thợ sành sỏi nhất mới có thể hoàn thiện được loại họa tiết này, nhưng Chrono Swiss lại đã làm rất tốt điều đó. Tại vị trí trung tâm chiếc đồng hồ, hai vòng tròn hiển thị thời gian phút và đếm giây được đặt kế sát chồng lên nhau. Thiết kế mang phong cách vô cùng riêng biệt chỉ có tại Chrono Swiss. Kết hợp với đó là bộ kim đồng hồ dáng leaf, lá cây. Chrono Swiss Regulator sở hữu cỗ máy tự động lên dây caliper C283 được phát triển dựa trên cỗ máy ETA 2892A2. Cỗ máy này được chế tác với bánh lắc cách điệu, có khắc logo thương hiệu và trang trí những đường vân Côte de Genève, hình xoáy tròn vô cùng bắt mắt. Một ngoại hình đẹp là vậy, thế nhưng Caliber C283 có khả năng hoạt động bền bỉ hơn bao giờ hết, với khả năng chống va đập mạnh, độ chính xác cao, hoạt động trong tần số 28.800 VPH trong mức dự trữ năng lượng 42 giờ và sở hữu 27 chân kính. Và các bạn thân mến, điều hấp dẫn nhất thì luôn được bật mí cuối cùng. Và đó chính là cơ chế xem giờ trên chiếc đồng hồ được coi là kỳ lạ này. Chắc hẳn nhiều bạn khi mà nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ này thì chưa biết được làm sao để biết đang là mấy giờ, bởi vì bố cục trên chiếc đồng hồ này đi ngược lại hoàn toàn với những mặt số thông thường. Ô nhỏ ở góc 12 giờ như các bạn tưởng là ô lịch lại dùng để hiển thị giờ. Và đây, vòng tròn với một kim ở ngay dưới hiển thị phút. Còn đĩa cuối cùng với cây kim nhỏ nhất thì lại là kim giây. Và mỗi khi kim phút chạm đến mốc số 60 thì tương ứng với kim giờ sẽ chuyển sang giờ kế tiếp. Điều này lý giải cho cái tên Jumping Hour, có nghĩa là giờ nhảy. Nhưng đối với tôi thì thời điểm vàng cho chiếc đồng hồ Chrono Swiss Regulator này chính là lúc chuyển từ 12 giờ sang 1 giờ, khi đĩa quay giờ quay lại từng số một lần nữa chỉ trong tích tắc mà thôi. Vẫn chưa hết điều đặc biệt vì đây được gọi là đồng hồ phút với chức năng Regulator.
loại mặt số dùng thước đo phút thay vì sử dụng các cọc số để thể hiện giờ. Số phút được ghi tương ứng mỗi 5 phút, 5, 10, 15, 20 và 60. Và được chỉ bởi một kim duy nhất ở trung tâm, trong khi giờ, giây thì được thể hiện bởi mặt phụ lần lượt ở 12 giờ và 6 giờ. Loại mặt đồng hồ này có xuất xứ từ máy đo thời gian tham chiếu, dùng để cho các thợ đồng hồ nhìn để điều chỉnh những mẫu đồng hồ đang được chế tạo. Trong trường hợp này, phút là yếu tố quan trọng, còn giờ thì không, bởi vì lúc bấy giờ thì sai số đồng hồ cơ được căn cứ theo phút chứ không phải là giờ hoặc là giây. Ngày nay thì loại mặt này thường chỉ xuất hiện trên các sản phẩm đồng hồ cao cấp với cơ chế xem giờ rất độc đáo. Bạn sẽ là người đặc biệt khi xuất hiện giữa đám đông. Thử tưởng tượng xem khi mà có người lạ liếc nhìn giờ trên cổ tay của bạn và vẻ mặt khó hiểu của họ có lẽ sẽ khiến bạn bật cười. Và giá niêm yết của chiếc đồng hồ Chronosquid Regulator vàng hồng phiên bản giới hạn mã hiệu CH2811R có mức giá niêm yết không hề rẻ một chút nào, đó là 16.900 đô la. Từ những thiết kế như chiếc đồng hồ này, người ta tin tưởng vào khả năng không giới hạn của Chronosquid. Sự tinh tế đạt đến mức ngoạn mục trong những thiết kế hoàn toàn được lắp ráp thủ công cùng với sự chính xác, bền bỉ là những điều dễ nhận thấy trong những chiếc đồng hồ của thương hiệu này. Sẽ không cần phải bàn luận gì thêm, bởi đây chắc chắn sẽ là chiếc đồng hồ phù hợp nhất dành cho những quý ông thanh lịch, ưa thích những giá trị cổ điển chạm mức tinh tế còn tồn tại trong thời hiện đại.